Khi Đức Giêsu nghe tin ông Gioan đã bị nộp, người lánh qua miền Galilê, rồi người bỏ Nazareth đến ở Capharnaum, một thành ven biển hồ Galilê thuộc địa hạt Zebulun và Naphtali, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah nói: Này đất Zebulun và đất Naphtali, hỡi con đường ven biển và vùng tả ngạn sông Giô-đan, hỡi Galilê, miền đất của dân ngoại. Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: Anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Thế rồi, Đức Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Danh tiếng người đồn ra khắp xứ Syri. Thiên hạ đem đến cho người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền. Những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt, và người đã chữa họ. Từ miền Galilê, vùng thập tỉnh, thành Jerusalem, miền Jude và vùng bên kia sông Giô-đan, dân chúng lũ lượt kéo đến đi theo người. Anh chị em thân mến, hôm nay thứ hai sau lễ Hiển Linh, chúng ta vẫn đang ở trong mùa Giáng sinh. Và trong mùa Giáng sinh này, chúng ta được nhắc nhở rằng Chúa đến trần gian này là để cứu độ chúng ta. Như chúng ta nghe trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã đến trong thân phận xác phàm. Ngài là Đức Kitô, là con đấng tối cao. Ngài đến để giải thoát con người, để thông chia sự sống cho con người. Và tin mừng hôm nay nói về sứ vụ của Chúa Giêsu ở giữa dân của người. Ngài đến để chữa lành bệnh tật, trừ khử ma quỷ, và người ta lũ lượt kéo đến với người. Và Chúa Giêsu cũng công bố sứ điệp về việc sám hối, kêu gọi người ta thay đổi lối sống của mình. Ngài kêu gọi người ta sám hối, từ bỏ tội lỗi, từ bỏ con đường của Satan, của những sự gian dối lọc lừa. Trong mùa Giáng sinh này, chúng ta được mời gọi tập chú vào ánh sáng của Chúa Kitô, chứ không phải là những ánh sáng giả tạo đưa dẫn chúng ta đến sự chết. Chúng ta được mời gọi đặc biệt trong những ngày đầu năm mới này, nhìn lại cuộc sống của chúng ta đã sống như thế nào? Và làm thế nào để chúng ta tiến bước trên con đường sự sống trong năm mới này? Do đó hôm nay, thưa anh chị em, chúng ta được mời gọi nỗ lực để trở nên những chứng nhân trung thành cho Chúa trong gia đình của chúng ta, trong bạn bè của chúng ta, trong xã hội của chúng ta. Trong tư cách là những người Kitô hữu, chúng ta là những người mang ánh sáng của Chúa Kitô, là ánh sáng của niềm hy vọng, ánh sáng của sức mạnh, ánh sáng của tình yêu trong những hoàn cảnh tối tăm của anh chị em chúng ta. Chúng ta đều thấy một năm qua đầy những tối tăm của đại dịch. Hãy trở nên là những người đem lại niềm vui, đem lại sự bình an cho những ai đang đau khổ, cho những ai đang phải đối diện với những hoàn cảnh bi đát, hoàn cảnh khó khăn. Xin Chúa cho chúng ta luôn nỗ lực trở nên những Kitô hữu sống hết mình cho niềm tin của chúng ta, chứ không phải chỉ dừng lại ở những hình thức bên ngoài. Xin Chúa cho chúng ta luôn kiên vững trong sự thật, trong ánh sáng của Chúa Kitô, để qua chúng ta nhiều người nhận ra Chúa và đón nhận được tình yêu của Chúa và được giải thoát khỏi những bóng đêm của tuyệt vọng. Xin Chúa ở với chúng ta và xin người hướng dẫn chúng ta trong những cố gắng nỗ lực của chúng ta cho vinh quang của Chúa. Amen.